Xin chào tất cả các bạn, đây là mình đây. Chúng mình tiếp tục nghiên cứu về bệnh ở trẻ em và cách điều trị nhé. Hôm nay mình và các bạn sẽ nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở trẻ. Bệnh đầu tiên là bệnh SBS. Đầu tiên chúng mình tìm hiểu định nghĩa bệnh SBS có nghĩa là gì. SBS là tình trạng một trẻ bị lắc mạnh dữ dội bởi một người khác, gây nên tình trạng tổn thương cho trẻ. SBS có thể chỉ do bị lắc đơn thuần hay đi kèm với tình trạng đầu của trẻ sau khi bị lắc mạnh rồi va vào giường, nệm hay một mặt phẳng nào đó. SBS còn có những cái tên khác như là chấn thương đầu do bị ngược đãi, chấn thương não do lắc, hội chứng trẻ em bị lắc như dây gắn đầu roi. Như vậy là gì? Theo một số thống kê tại Mỹ cho thấy khoảng 60% trẻ bị SBS là trai và 40% là gái. Tuổi bị SBS có thể từ 0 cho đến 4 tuổi. Nhưng mà đa số các trường hợp thì đều rơi vào trẻ dưới 1 tuổi, khoảng từ 3 cho đến 8 tháng tuổi là bị nhiều nhất. Nguyên nhân dẫn đến trẻ bị SBS, có đến 70% thủ phạm gây ra SBS cho trẻ là nam và 30% là nữ. Trong đó, điều đáng buồn nhất là 62% trường hợp lại do chính cha mẹ của trẻ gây ra, 20% do bạn trai của người mẹ, 14% do người trông trẻ, 3% do cha mẹ kế, 1% do ông bà và những đối tượng khác. Trẻ có thể bị lắc ở trong những tình huống nào? Khi mà trẻ quấy khóc nhiều khiến cha mẹ hoặc người coi sóc chúng tức giận đến mức mất tự chủ vì không rõ được. Họ không đánh đứa trẻ nhưng lại sốc chúng lên và lắc dữ dội để thỏa mãn cơn giận. Tình huống này thường gặp nhưng mà chỉ ở phương Tây thôi, còn ở Việt Nam rất là hiếm vì chúng ta ít bị stress hơn là người ở phương Tây. Các ông bố có khuynh hướng hay biểu hiện sự thương yêu con mình ấy, nhất là với con trai, bằng cách lắc chúng hoặc là tung chúng lên rồi bắt lấy. Hay như ở Việt Nam thì thường để lên chân rồi lắc lắc, chơi trò nhong nhong nhong, cưỡi ngựa ông đã về. Đấy, chính cái phần đấy cũng sẽ làm tăng cái bệnh mà SBS ở trẻ đấy. Để trẻ nhỏ ở tư thế đứng khi đi xe đường sắt khiến cho trẻ bị gập tới gập lui, hoặc là bị vật nuôi ở trong nhà lôi đi. Đấy là những cái nguyên nhân mà làm cho trẻ bị lắc mạnh gây nên bệnh SBS. Để tìm hiểu xem là gì, chuẩn đoán của bệnh như thế nào, tại sao khi lắc mạnh lại gây nguy hiểm cho trẻ bị SBS, thì chúng mình sẽ tìm hiểu ở video tiếp theo nhé. Bây giờ các bạn nhấn like và ấn đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.